dạo dạo một vòng Sài Gòn nha các bạn. Chụp hình được không? Ơi, xin chào tất cả các bạn nữa nha. Thì cũng như là các video khác về xe thanh lý, thì hôm nay thì mình cũng sẽ nói rõ hơn một xíu. Tại vì là nói chung là nói rõ hơn một xíu do có nhiều bạn là thắc mắc, thì cũng như là có nhiều bạn là muốn mua xe thanh lý. Thì trong cái video này thì mình nói rõ hơn một xíu và cũng cho cái địa chỉ để các bạn và các anh chị có nhu cầu mua thì mua nha. Trước mắt thì em xin giới thiệu về bản thân của em trước. Thì em là làm quảng cáo cho các cửa hàng xe máy để cho họ bán. Thì em không có qua trung gian gì hết. Nói chung là các anh chị mua xe thì trực tiếp mà liên hệ trực tiếp tại các cửa hàng, chứ không phải là liên hệ với em. Tại em không có trung gian, không có kiếm lời gì hết. Thì ở đây thì em làm quảng cáo cho họ để nhận lương từ họ, tức nghĩa là em nhận làm quảng cáo vậy thì họ trả lương cho em, rồi em mới thông báo cho các anh chị ở đây biết, để mà các anh chị mà biết để mà mua xe. Thì đợt này thì là xe A Black, thì giá cả thế nào thì các anh chị liên hệ trực tiếp tại cửa hàng nha. Thì em có để cái đường link ở dưới cái phần mô tả trang Facebook, thì các anh chị liên hệ vào trực tiếp đó để mà liên hệ tại cửa hàng để cho mà họ bán mà mua xe nha. Thì giá cả như thế nào thì các anh chị có thể trao đổi với họ và ship, họ là họ ship xe luôn nha. Thì em cũng hợp tác với họ, cũng làm một cái hợp đồng là không có nhận bất cứ ngàn tiền cọc nào của khách hàng. Thì để cho khách hàng yên tâm thì em làm cái hợp đồng như vậy thì em mới dám làm cho họ. Chứ em sợ là những người mà họ lừa đảo á, thì sợ là họ đòi tiền cọc. Nên là em đã làm cái hợp đồng rất là rõ ràng với họ. Thì các anh chị mua xe thì nhớ là không phải cọc bất cứ ngàn nào nha. Ngay cả 50 ngàn gì cũng vậy, là không phải cọc bất cứ ngàn nào hết. Họ ship xe cho các anh chị, rồi các anh chị là kiểm tra xe, nổ xe đồ đàng hoàng hết, không sao hết, giấy tờ kiểm tra kỹ hết. Rồi các anh chị thấy ok là các anh chị là giao tiền cho họ đó. Tại vì làm như vậy thì nó mới an toàn, vừa an toàn cho khách hàng. Nói chung là chủ yếu là khách hàng là chủ yếu, nên là khách hàng có cái sự lựa chọn nó thích hợp hơn. Thì em có rất là nhiều mẫu xe, thì các anh chị có thể xem lại những cái video trước em đăng. Còn trong cái video này thì em đang nói đến chiếc A Black. Thì xe này nó như thế nào thì em cũng xin nói luôn. Xe này là xe đã sử dụng rồi. Em nói trước với các anh chị là xe này là xe đã sử dụng rồi. Thì nó có rất là nhiều màu.
Amalek này là Amalek 2016-2017. Thì các anh chị có thể liên hệ tại cửa hàng để mà trao đổi. Anh chị nào thích đời cũ thì có đời cũ, mà thích đời mới thì có đời mới. Thì không những Amalek không mà còn có SH rồi một số C2 thì nữa. Thì các anh chị có quyền lựa chọn. Nói chung là rất là nhiều các loại C. Nhưng mà ở trong cái video này thì mà em cũng nói thẳng về cái xe Black, tại vì em không có thời gian để nói nhiều, tại vì em còn làm những cái video khác nữa. Thì các anh chị có thể tham khảo từ em, tại vì em là giới thiệu là chuẩn nhất. Thì giá cả mỗi chiếc xe nó như thế nào thì ở đây thì em cũng không có báo giá được cho các anh chị, tại vì báo giá có khi đắt quá thì các anh chị lại la là mắc quá, mà có khi rẻ quá thì các anh chị lại không tin, lại kêu sao rẻ quá như vậy. Thì đâu phải là bán một hai chiếc đâu, bán rất là nhiều. Mà xe này là xe thanh lý của cái công ty đó, thì họ thanh lý ra cho các anh chị, họ làm giấy tờ cho các anh chị đầy đủ hết, nên các anh chị là yên tâm, không có sao hết, mua xe là chất lượng. Tại vì trước khi em làm quảng cáo để cho em báo cho các anh chị biết thì em cũng đã rất là rành với cái dòng xe thanh lý này rồi, nên là em mới làm, chứ không phải là em không có biết gì hết mà em đâm đầu vô em làm đâu. Thực sự là em rất là rành rồi, nên các anh chị mua xe là cứ yên tâm. Mà các anh chị nhớ giùm em là không phải cọc bất cứ ngân nào, cứ nhận xe và thanh toán. Quay chụp quay mái tòa nhà lớn lớn rồi nha. Ở đường tròn không phải à, ở đường dưới thôi.